Tại giải quần vợt Wimbledon diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm nay, câu lạc bộ quần vợt sân cỏ toàn Anh AELTC đã sử dụng IBM Watson, một cỗ máy trí tuệ nhân tạo để phân tích dư luận và đưa ra các nội dung gợi ý cho đội ngũ biên tập viên tin tức của mùa giải. Cụ thể, IBM Watson tiến hành theo dõi hàng triệu bài viết của người dùng trên các mạng xã hội có liên quan đến giải Wimbledon để phát hiện ra những chủ đề đang được dư luận quan tâm nhất và cung cấp thông tin cho các biên tập viên. Khi ta có 10 triệu theo dõi trên các phương tiện truyền thông xã hội, thì số lượng các trò chuyện được tạo ra từ họ là rất lớn. Vì vậy, thách thức nằm ở chỗ là làm sao ta có thể phân tích hàng triệu bài viết được đăng trên Facebook, Twitter và Instagram. Đó là lúc hệ thống phát huy tác dụng. Nó có thể phân tích các thông tin phí cấu trúc, học hỏi từ nó, hiểu và nhận ra những gì có liên quan đến giải Wimbledon và thể thao nói chung, và tổng hợp thông tin cho đội ngũ biên tập, giúp họ quyết định xây dựng các tin bài với nội dung phù hợp một cách nhanh chóng. Trong 13 ngày với 19 trận đấu diễn ra, Watson ghi nhận 3,2 triệu dữ liệu và tiến hành phân tích để đưa ra các thống kê cho biên tập viên. Theo IBM, Watson hiểu biết thế giới theo chính phương thức của con người, đó là dùng các giác quan để học tập và tạo lập kinh nghiệm. Nhưng điều quan trọng hơn là nó thu được những hiểu biết nhanh hơn con người.